Dạ cháu chào bác. Rồi chào con, muốn hỏi gì hỏi? Dạ. Cháu tên là Lê Quang Trọng, cháu ở quận 8. Bác cho cháu hỏi một số câu, xin bác giải đáp giúp cho cháu. Rồi cháu hỏi. Dạ, câu số 1. Thưa bác, nhiều người tu theo Thiền Tông mà ăn cắp pháp môn này rồi nói như sau: pháp môn Thiền Tông học này là của Đức Thích Ca Văn, hiện hình dạy họ. Người này nói vậy có đúng sự thật không thưa bác? Người này nói vậy thì nó có hai cái trường hợp. Một là họ có tham, khí chấp tham, họ mới nói vậy. Còn hai nữa đó, thì họ được mấy ông thần suối phải nói. Nó có hai cái trường hợp, chứ không phải là một. Một là họ tham, họ nói vậy. Hai, ông thần suối họ, xúi người ta. Chỉ có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, cháu thường nghe nhiều người nói thánh và thần hai bên gia giáp ghi tội phước của mình. Vậy phần này có đúng không thưa bác? Cái phần này đúng, nhưng mà điều cái thánh thần này đúng, nhưng mà cái điều mà tội phước là không đúng. Vì thế giới này là thế giới của thánh và thần quản lý. Thánh thì kiểm soát thần kiểm soát thực thi như vậy. Thấy không? Mình làm gì ông đưa vô kho cho mình hết. Nhưng mà sau cùng ông thực thi nhân quả, đó là thần. Còn thánh là ai ở đây thì phải giữ không cho được đi ra. Vì thế mà các đạo ở trong trái đất thì lập ra được thoải mái, trừ trong cái đạo Phật khoa học Thiền Tông không được. Vì sao? Vì đạo Phật khoa học Thiền Tông nói bằng sự thật để cứu người ta thoát ra ngoài cái quy luật này. Đặc biệt là không được. Nhưng mà giữa ông Thích Ca, đời này giữa ông Thích Ca và ông Thánh Chúa thế giới có cái hợp đồng. Ông Thích Ca cũng nói là bổn phận một vị Phật ra thì để dẫn người ta về Phật giới. Chứ ông phải, ông cấm toàn bộ là tôi không được, tôi không đồng ý. Thì ông Thánh Chúa thế giới nói thôi thì cho ông 5%. Còn người nào mà nghe em nghiêm túc thì tôi cho thêm. Còn không thì cái 5% không có lên. Vì thế mà vô Thiền Tông rất cực kỳ khó. Bởi vì do ổng quản lý. Có nhiều khi Thiền Tông vừa ra đời thì tất cả các thánh, thánh thừa hành phải trở đến phá cái Thiền Tông này. Không phải một ông đâu. Hồi đó bình thường là, ví dụ cái nơi phổ biến Thiền Tông này 50 người ở, chứ sự thật khi có rồi thì tổng lực của thánh tới đây để mà dụ biết người nào vô Thiền Tông là dính ổng hết, dính bẫy hết. Vì thế mà nó mới có cái số lượng người quá lớn ở lại không vô về. Chỉ có số nhỏ về thôi. Nó là gì? Gọi là thánh thần. Thánh thì quản lý không cho về, dụ ở đây không ra về. Còn ông thần quản lý và thực thi nhân quả, nói rất đúng nhưng mà người ta giải thích không có hiểu, không đúng. Chứ sự thật trái đất này là do thánh thần là đúng. Rồi con hỏi tiếp. Dạ thưa bác, câu thánh thần hay câu quỷ thần, câu nào đúng thưa bác? Thánh thần, câu nói thánh thần đây là nói về giữ ở lại và kiểm soát nhân quả, là nói về thánh thần. Còn nó quỷ thần là cái gì? Là những cái ông mà ăn cắp mảnh, ăn cắp dữ dội, ăn cắp mà không ai phá. Ông này là thuộc bài là quỷ thần. Chứ quỷ là cái thứ của hồn các đảng, mà thần là mạnh. Mạnh của cái vế này. Tuy là nó hai cái này mà nó khác nghĩa. Thánh thần thì nói về kiểm soát nhân quả và thực thi nhân quả và dụ ở lại. Còn ông này là cướp giật thứ dữ, thứ dữ mới gọi là quỷ thần. Chứ còn nếu mà quỷ nhỏ nhỏ nó không xếp về quỷ thần được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người cầu xin thánh ban phước, vậy thánh có ban phước không? Dạ thưa bác, thánh thì người ta có đầy đủ. Bởi vì nó đúng là cái thế giới vật lý này nè, về kiểm soát về cái vấn đề mà tiền tài danh lợi do thánh kiểm soát hết cho. Nhưng mà không ai cho mình đâu. Ví dụ con bây giờ trong túi con có 1 triệu, con xin ổng gì ổng cho. Nhưng mà ổng bóp túi con được, ổng cái tài cũng gọi là kỹ thuật mà bóp túi được. Thánh cho con tâm là lãi ổng gì, ai về mai điểm lại thiếu trong túi mình thiếu, từ ổng lấy của mình đưa mình chứ làm gì có chuyện. Trên đời này không ai ban cho ai một đồng nào hết, thấy không? Ví dụ người thế gian mà con cho, tại vì người đó có kiến chấp ta làm phước thiện, có kiến chấp để ta làm phước, cũng có cái lợi chứ không phải tự nhiên để cho, không có cái chuyện đó đâu, phải không? Rồi có thể tiếp. Dạ thưa bác, người muốn tạo công đức được hiệu quả thì phải tạo công đức như thế nào? Dạ thưa bác, muốn tạo công đức hiệu quả là phải tạo công đức thật trong sáng, đừng có vướng bận gì hết, đừng có chấp, đừng có vướng bận cái gì hết. Gọi là tạo công đức có hiệu quả. Thì công đức này vị thần quản lý mình, ông rất nể, ông nói từ này tốt, mày làm tốt đi, mày làm vậy thì nữa tao cho mày về, thấy không? Ta sẽ tiễn mày về luôn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người theo đạo Phật Thiền Tông muốn vững chắc 100% trở về Phật giới thì phải tu làm sao? Dạ thưa bác, muốn trở về Phật giới 100% thì phải hiểu cái công đức cái đó. Thế giới này tôi chỉ lo tạo công đức thôi, tôi không làm bất cứ cái gì, kể cả đi giảng nói người ta tôi không nói luôn đó. Trừ, phải không? Mà cái người tạo công đức, ví dụ con hoàn toàn không có giảng là sao? Con có cuốn sách tôi đem tôi cho ông mượn nè, thấy hay á, có hay thì tôi cho ông, không ấy tôi trả, là tôi hoàn toàn không giảng, hỏi cái gì cũng không nói hết rồi. Tùy ông coi trình độ của ông tiếp thu được như thế nào thôi, nghe không? Còn thắc mắc gì thì phải hỏi cái nơi mà nó phổ biến ra đó, chứ không phải tu là vậy mới là rất đúng đó. Còn lạng quạng là thôi, mới biết không 2-3 chữ đi học, mới vô lớp mẫu giáo học được 2-3 chữ, mở lớp dạy, mở trường dạy cho chữ rồi sao? Con suy nghĩ sao, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, những người cướp giật của người khác làm đủ mánh khóe để các vị thần và thánh không biết có được không thưa bác? Bây giờ mình tạo, mình làm cướp giật, mình nở mánh khóe, tùy kể như ông đóng cửa, mình đóng cửa về Phật giới, ông phải đưa mình vào những cái con đường nhân quả luân hồi của loại thánh đó, chứ không phải nhỏ đâu. Còn nếu mà nhân quả luân hồi đây là gọi là nó là thường thôi, thường của thế giới vật lý này thôi. Còn nhân quả luân hồi của luật thánh nó khác à. Giống như con ở thế gian này, con người dân phạm tội khác, mà con làm cán bộ nhà nước nó phạt theo luật công chức. Còn nếu vô trong quân đội thì sao? Phạt theo luật quân đội, thấy không? Nếu con người dân bình thường nó phạt theo gọi là dân sự. Còn nếu mà vi phạm quân đội gọi là kỷ luật quân đội, nó khác chứ không phải đúng đâu. Vì thế mình tất cả thế giới này mình vô đây phải hiểu cho rõ hết, từ dân sự, quân sự, thánh thần, mình phải hiểu hết thì con người tu Thiền Tông mới được. Còn nếu bằng không đừng có tu mất công mang quả vào thân nữa, chứ không có lợi ích gì đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, mình tạo công đức như thế nào để công đức không bị bôi đen? Dạ thưa bác, mình tạo công đức không bị bôi đen là công đức phải cho thật trong sáng. Công đức thật trong sáng thì không bị bôi đen. Còn công thức lem nhem, công thức tham lam, công thức kiến chấp hoàn toàn bôi đen hết, thấy không? Thế giới này nó vậy. Bởi vì cái câu chuyện này, khi mà một thần quản lý nhân quả đã nhận một tánh Phật vô mượn thân và tánh người rồi, ông nói rất kỹ về cái vấn đề này, thấy không? Không thể nào mà lơ đãng được. Đã tôi nói với ông kỷ luật rồi đó, nếu giữa về sau là tôi quất ông liền, chứ đừng có nói, mới đã phải là đơn giản đâu. Một vị kiểm soát rồi thì phải bắt buộc phải thực thi đúng mà, thấy không? Trước khi vô thần quản lý phải nói cho rõ, chứ không phải nói lỡ mơ hồ đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, đạo Phật Thiền Tông có dòng thiền rõ ràng, cớ sao thầy trong giáo hội Phật giáo Việt Nam có thầy lại bịa đặt, có thầy lại cho là bọn ma vương thưa bác? Nó đứng ở những cái danh từ này không phải là giáo hội nói đâu, mà do mấy ông thầy cúng. Mấy ông thầy cúng mình nói rõ là gì, thì mình nói là cái cúng ở đây là ai, không phải cái cúng Phật mà cúng của hồn đó. Thì ông chửi mình gì? Thì giờ kể con cũng vậy, ví dụ con hận ngày cúng mà người ta nói Thiền Tông giải thoát, con chửi không? Vẫn chửi như thường. Bởi vì mất quyền lợi người ta mà ta chửi, cái đó là chuyện bình thường của thế gian này, con đừng có lo, thấy không? Vì thế mà ông Phật nói đó, nếu mà công bố quyền ký được thì công bố, không được dẹp. Như là chỉ biết là công bố, còn ai về được không về thôi, thấy không? Mà giờ cũng may là mình cũng chạy ra được 3 năm, trên 3 năm rồi, thấy không? Thì bây giờ còn nói được thì cũng ráng mừng đi, thấy không? Bởi vì tu Thiền Tông phải tu cho đúng, không tu đúng đừng tu. Tu mang họa vào thân chứ không làm ích lợi gì trời. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu số 10. Cháu nghe nói chùa ở Việt Nam có trên 18.600 ngôi chùa. Chẳng lẽ không chùa nào vậy tu giải thoát sao thưa bác? Cái tu giải thoát này đời Mạt Thượng Pháp mới được công bố ra. Thì làm sao biết? 18.000 trên 18.600 ngôi chùa này là cái gì? Nó thành lập trước cái thời Mạt Pháp, trước cái thời Mạt Thượng Pháp, mà chính thức cái Thiền Tông và cái thiền chân thật này nó mới xuất phát này có 3 năm thôi. Thì những chùa trước sao ta biết? Tôi không phải nói 18 hay là 50.000 cái ngôi chùa cũng không biết. Nghĩa là lập trước cái công bố quyền ký thì hoàn toàn không ai biết cái này hết. Mà muốn biết cái này phải sau 1 năm thì bắt đầu pháp môn thứ 6 bắt đầu người ta nói từ từ ra, chứ không phải nói cái cài công bố không nói luôn, mà chỉ nói hé mở thôi ha. Mà muốn chính thức cái pháp môn thứ 6 lưu hành thì đúng 1 năm sau thì cái pháp môn thứ 6 mới người ta mới hiểu được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người đi tu để làm gì ạ thưa bác? Tu này thì nếu mà trước khi mà ông Phật tu đạo thánh, đạo thần, đạo tiên thì nó có 2 con đường. Anh tu thành thánh thì mục đích anh để làm thánh, thấy không? Tu làm thần mục đích sau cùng là khi chết để được làm thần. Tu đầu tiên cũng vậy, sau khi chết được làm tiên. Đặc biệt cái đạo Phật nó có 6 con đường đi, 5 con đường đi luân hồi và 1 con đường trở về Phật giới. Mục đích các đạo lập là nó vậy, nó từng vế một, 6 cái đạo, thấy không? Mà duy nhất chỉ có đạo Phật nó chỉ làm 6 pháp môn, còn tất cả đều một hết, thấy không? Thì nói đúng ra tất cả các đạo Phật lý, thí dụ anh lên trời là hưởng phước dương. Còn cái mà đi tạo cái đạo thần thì hưởng phước âm, đạo tiên của hưởng phước dương, tiên là cực lạc á, thấy không? Mục đích nào cũng có cái chủ trương rõ ràng, nhưng mà nhiều người ta không có giải rõ thôi. Nhưng mà giờ Thiền Tông ra đời để chi? Để nó chuẩn lại toàn bộ cái hệ thống của đạo Phật lại, để cho người ta biết, không phải ép buộc người ta tu, mà nói cho biết anh muốn tu thì tu thôi. Chứ đây là cái nhiệm vụ của một vị Phật ra đời, trước khi về Phật giới phải nói hết cho biết, rồi ai muốn làm gì làm thôi. Anh muốn làm, muốn về thì về, không về thì anh theo thánh theo thánh, theo thành, theo tiên gì đó kể anh, thấy không? Muốn theo Phật thì theo tôi, theo ông Thiền Tông để ông dẫn đi ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người đi tu có trở lại làm người nữa không thưa bác? Câu hỏi này là câu hỏi chung. Tu có làm người được không? Được, với điều kiện anh đừng có gieo nghiệp với cái gì đó. Anh vô tu mình là anh lừa người ta thì anh phải làm qua báo, sao lại làm người được, thấy không? Anh tu mà lừa đủ thứ cách ấy, anh lừa gạt ta đủ thứ cách thì anh phải theo cái nhân quả của anh, làm sao đó là làm người được, thấy không? Anh tu mà anh đừng có làm vậy, anh tu để ông thành ông thầy tụng kinh hoài chết, trở lại làm người. Sanh ra mới 10 mấy tuổi phải tu tiếp, làm tiếp, tu 3-4 lần vô số kiếp vậy tôi cũng chưa về Phật giới được, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác có thể nói nhân quả của người tu cho cháu nghe được không ạ thưa bác? Nhân quả người tu thì nó có mấy con đường vậy thế này. Ví dụ con tu mà con lừa người ít, lấy tiền ít, con trở lại đầu thai làm người để con làm tôi tớ, con trả nợ cho người ta. Đó là nhân quả ít. Còn nhân quả nhiều thì con phải làm quả báo. Ẩn trong mấy gốc cây ấy, rồi ông thần thực thi nhân quả. Ví dụ con gạt người ta tới 2 tỷ thì mỗi một cái món gì có 10.000 đi, con tính đi 10.000 trả cho đến 2 tỷ thì con mới trở lại làm người. Thì ông thần nói rồi mà xong rồi, trở lại làm người đi, tạo nhân quả tiếp. Đó, cái đó do ông thần hướng dẫn cho mình biết. Đó, chứ không có ai lạ ra tên. Vì các tôn giáo ở đây là ta gọi là thánh thần là đúng chứ phải không, nhưng mà ta không giải thích được cái nhiệm vụ hai ông này. Đúng không? Thiền Tông mới giải thích được cái nhiệm vụ hai ông này. Tại sao ta giải thích được? Là Phật ông kiến tánh, ông thấy bằng tánh Phật ông mới hiểu được. Còn thí dụ đạo tiên thì ta chỉ thấy được mắt tiên thôi, mắt trời thôi. Đạo thánh thì thấy mặt thánh thôi, nó một cái khía cạnh nhỏ. Vì thế mà trong đạo Phật nó là một vị Phật phải đầy đủ ngũ nhã thì mới có dạy về cái đạo toàn giác được. Còn thiếu một nhãn không dạy toàn giác được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, đầu tiên cháu muốn đi tu, trước nhất cháu phải làm sao ạ? Con muốn đi tu, trước nhất là phải con tu. Mục đích đầu tiên số 1 là con tu để thành cái gì. Thứ hai, con đã xác định rồi thì con phải tìm cái quyển giáo lý của cái đạo đó con học. Học xong mà thấy được rồi mới nhào vô. Còn nếu mà con không tương tự qua hai cái phần này thì con không tu theo bất cứ đạo nào được hết. Rồi con tu thành mê tín. Thấy không? Thứ nhất là con xác định con đi đâu sau khi chết. Thứ hai, giáo lý dạy cái gì phải cho thuộc. Thì hoàn toàn là con sẽ làm đúng theo ý ham muốn của con. Còn nếu mà con không có thực hiện hai cái phần này thì chắc chắn con làm bị sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, xin bác cho cụ thể của mỗi đạo được không ạ? Đạo đó thì nói đúng ra là đạo thế giới này thì có 4 chánh: Phật, Tiên, Thánh, Thần. Không có khác. Ai muốn nói gì nói chứ sự thật nó nằm là Phật, Tiên, Thánh, Thần. Phật 6 con đường luân hồi và con đường trở giới, trở về Phật giới. Phật tiên tu thành tiên, thánh tu thành thánh, thần tu thành thần. Nó rõ ràng vậy chứ cái giáo chủ lập ra cái đạo rất rõ ràng mà có giáo lý rõ ràng. Thấy không? Mà nếu mà không học thôi, học rồi tới nơi tới chỗ. Vì thế mà cái Thiền Tông nó ra đời để nó chỉ rõ rằng cái thế giới này nó là vậy đó. Chứ không phải đừng có mơ tưởng, đừng có tưởng tượng. Vì trước kia Thiền Tông chưa ra đời là ta tu bằng tu tưởng thôi. Hoàn toàn không tu cái gì khác. Sử dụng cái tưởng và kiến chấp để tu. Tưởng nói tưởng là cho mình đúng đó, thì gọi là tề tưởng được kiến chấp cho mình đúng. Vì thế mà xong rồi đi nói tùm lum. Biết một hai món, tôi thấy nhiều người biết một hai món đi nói tùm lum, đi quảng cáo tùm lum đó. Rồi con hỏi tiếp. Dạ thưa bác, như vậy cháu tu là phải tự tạo phước đức cho cháu chứ không nhờ ai trợ giúp, có phải như vậy không thưa bác? Tất cả trên thế gian này là không ai cho gì mình, kể phước đức ác đức của mình. Bởi vì mình căn cứ vào cái này, mình tạo công đức là do mình làm mới có. Thấy không? Tạo phước đức cũng do mình làm mới có. Tạo ác đức là do mình, cũng phải có ai hết. Không thể người khác giao cho mình được. Cái vật mà nó vô này là ông thần quản lý. Làm cái gì tôi nhét vô, công đức tôi nhét vô trong cái vỏ bọc tánh Phật của ông á. Còn nếu ác đức, phước đức gì đó tôi đẩy vô trong cái vỏ bọc tánh người của ông á. Bởi vì nó là phân định mà. Cái công đức này là đưa về Phật giới xài. Còn cái ác đức và phước đức thì ở đây, ở thế giới này xài ở đây nè. Không? Thì người ta phải phân định được cái chỗ này. Chứ còn nếu mà không hiểu này thì đừng có tu mất công. Vì thế mà cái Thiền Tông ra đời nó sẽ chuẩn ra hết toàn bộ những cái tín ngưỡng ở thế gian này. Chứ không phải nhỏ đâu. Nói cho rõ ràng là Thiền Tông ra đời để chuẩn cái tín ngưỡng của thế gian này lại. Nhà nước tu cho tự do tín ngưỡng là phải tu cho đúng, chứ không phải là tự do tín ngưỡng là anh tu tầm bậy. Anh tu đầu tiên mà nói tu đi thành giải thoát làm sao được, nó tầm bậy. Giống như bây giờ mua vé xuống biển, lặn xuống biển mà biểu tôi lên trời cũng được. Mà anh mua vé lặn xuống biển là phải xuống biển. Mua vé lên trời thì mới bay lên trời. Chứ đã rõ ràng, nó rõ ràng hai nơi chứ phải ấy. Còn có mua cái vé tôi đi ra ngoài, tôi không ở trong này nữa. Thì tôi phải đi ra ngoài, thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy: người chửi Đức Phật tội không nặng bằng kinh chê hay phá kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức pháp môn Thiền Tông. Sao có chuyện lạ như vậy thưa bác? Bây giờ cái tội nặng tội nhẹ này còn phải phân định cái này nè. Một vị toàn năng toàn giác mà mình chửi người ta, thế giới này nặng nhất là nhân quả, nặng nhất là xuống hầm 18 đó, địa ngục thứ 18 đó. Thế giới vật lý nó vậy. Còn mà khinh chê Diệu Pháp đi qua là mình xóa cái này. Nó không có nằm ở trong cái này, là trong thế giới nổi của nhân quả, mà nó nằm ở thế giới chìm của nhân quả. Đó đâu, nó nằm ở trong cái lòng đất đó. Nó qua cái 18, nó qua hầm 19, nó lọt ở trong đó. Nặng hơn. Cái 10 xuống 18 hầm địa ngục thì còn 18.000 năm con trở lại. Còn xuống cái kia hầm 19, trái đất bể con mới ra là còn thời gian bao nhiêu? Trái đất mới hình thành 3 năm thì con phải ở 7 tỷ năm. Mới 3 tỷ năm thì con ở 7 tỷ. Ha, mà 5 tỷ năm thì con ở 5 tỷ. Con cái số không thể tính nổi đâu. Vì thế mà ông Phật khuyên chửi ổng không sao, chửi ổng cũng 18 tầng địa ngục thì cũng 18.000 năm lên. Còn mà khinh chê cái này nó xuống cái kia kìa, nó phải trèo trái đất. Thấy không? Ông Phật ông thương mình, ông nói vậy thôi, chứ đâu phải mà ông nói là ông ghét mình đâu. Chính ông nói cái này, một vị toàn năng toàn giác mà chửi thì khéo xuống tới 18 tầng thôi. Còn khinh chê một cái công thức trở về Phật giới thì sao? Trả nhân quả khủng khiếp lắm. Nó vô cái quả ngục sống đó. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là hầm lửa lớn đó. Là niệm nó kế cái ruột của trái đất đó. Thấy không? Ruột trái đất nó bao nhiêu độ con biết không? Ruột trái đất á, ở trong cái ruột trái đất nó có một cái mão nhiệt đá, mão nhiệt vương. Mà khi hydro nó cháy cái này, nó bám rồi nó cháy. Cái lửa trắng á, thì nó là 1.500 độ. Còn lửa xanh là 3.000 độ. Mà nếu nó bám vô đá mão nhiệt dương thì nó lên gấp 1.000 lần. Có nghĩa là trong cái ruột trái đất nó là 1.500.000 độ. Khủng khiếp vậy chứ mới nhỏ đâu. Mà còn ở gần rồi đó là thầy đạo. Mình ở đây mặt trời nó chiếu xuống, mà đi ngoài nắng còn chịu không nổi, mình đứng chỗ kia sao? Nhưng mà trung phẩm thân nó mới chịu nổi cả. Tứ đại hoàn toàn không chịu nổi. Đó, vì thế ông Phật mới nói là đừng có khinh chê cái này. Tu không tu thì thôi, đừng có khinh chê. Tao quăng cho ông cái hộp xoàn mà không chịu lấy thôi, đừng có ấy. Bỏ rồi cái ngàn đời không có lấy lại được. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, như thế nào gọi là khinh chê hay phá pháp môn Thiền Tông thưa bác? Khinh chê là mình khinh bỉ cái này. Mình là mình nó cho cái này là ma dương hay gì đó. Tức là mình chửi nó thậm tệ về cái pháp môn này. Rồi hoặc là triệt phá cái này. Khinh chê và triệt phá thì nó đi vào cái hầm lửa lớn, thấy không? Nó rất quan trọng ở chỗ này chứ không phải nhỏ đâu. Không phải vô cớ mà Đức Phật là, bởi vì ông Đức Phật làm gì toàn năng toàn giác, người ta mới hiểu cái quy luật nhân quả của thế giới này, người ta nói cho mình biết. Còn mình làm cái chuyện của mình. Mình gan thì mình cái chê, mình cái chửi, mình đi ăn cướp cái tiền đâu này. Không ai dạy mình hết, nhưng mà đi cái hậu quả nó sẽ tới với mình. Chắc chắn nó sẽ tới với mình, chứ không cách nào nó ấy đâu. Một là tới nhanh hay tới chậm thôi chứ không phải đấy đâu. Có nhiều khi cái nhân quả nó chưa tới là vì chưa đủ cái lực, hoặc là cái người nó chửi hoặc nó làm nó chưa đủ tới cái sức mà để cho nó nhân quả nó phát ra, thấy không? Giống như trái cây, có loại trái cây 9 tháng tới 2 tháng 3 tháng thì nó đủ nó mới phát ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, những người khinh chê hay phá pháp môn Thiền Tông sau khi chết bị nhân quả như thế nào? Dạ thưa bác. thiên kê Pháp Hồng Thiền Tông thì duy nhất chỉ có cái hầm quả ngục xuống thôi, đặc biệt vậy. Còn anh muốn thoát ra cái hầm quả ngục thì anh phải vô dòng thánh, mà năn nỉ Thánh Chúa thế giới giúp con. Con vô, bây giờ con làm đệ tử Ngài đó. Mày muốn thoát ra cái quy luật chân lý, mày vô đây với tao, mày làm lính tao. Duy nhất, nhưng mà duy nhất chỉ có Thánh Chúa thế giới mới làm được cái này thôi, phải không? Đó, chứ còn ngoài đó, thánh mà thánh dùng con không ăn thua. Không? Giống như ở thế gian mà chủ tịch nước mới được quyền phê chuẩn cái kia là miễn tội, chứ còn ở dưới không ai dám được làm cái này, bởi cái đẳng cấp cái thế giới này người ta phân định như vậy rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu số 20. Những người này sao họ làm như vậy thưa bác? Những người này có hai cái trường hợp. Một là cái tưởng và kiến chấp tham của một cái tánh người. Còn thứ hai nữa, tưởng tham kiến chấp tánh người, nhưng mà nó đã cao quá là ông Thánh xen vô. Mà ông Thánh xen vô là khó rút lui lắm à. Bởi vì ổng điều khiển rồi, chứ không phải còn là cái tánh người điều khiển nữa. Mà cái xe đó đã chuyển tài xế khác rồi, chứ không phải tài xế bình thường nữa. Anh đã khó trả lời lắm. Mà vì cái tài xế này nó thăng, cái thánh này là nó không có bị nhân quả, nó không có làm, nó không sợ gì trời trời, thấy không? Mà thí dụ nó mượn thân con thì con chết chứ nó không chết, đánh con mà bầm dập rồi để nó cũng không chịu ra đó, thấy không? Mà con chết hẳn nó mới chịu ra, nó vậy ghê lắm chứ không phải dở đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy rồi những người nếu họ ăn năn hối lỗi có được không ạ thưa bác? Giờ con suy nghĩ. Con suy nghĩ còn có được không à? Giờ người ta nói cái này là cái nồi nước sôi trầm độn sôi úp. Đưa ta vô nó phỏng à. Ôi phỏng gì, tọt vô, con thọt vô đi. Rồi con lấy ra sao đây, ăn năn được không? Cái tay con phải nó phù ra là ăn năn được không? Ăn cái gì? Ăn năn là khi nào ta nói trước mình không nghe thôi. Giờ đã nước sôi mà nói nó không nghe rồi thọt vô rồi vậy. Bị rồi rút ra, ăn năn được không? Làm sao ăn năn được, phải không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, những người bị nghiệp ác đức độc không cách nào hối lỗi được sao thưa bác? Trong cái thế giới này cái ác đức độc nó mới xuất hiện theo cái Thiền Tông thôi, chứ nguyên tắc phước đức ác đức thôi. Bởi vì chưa công bố cái pháp môn thứ 6 ra thì không ai biết cái độc là cái gì. Ác đức thì nó bình thường thôi. Ác đức độc đó là gì? Nó đi qua cái hầm lửa lớn. Và ác đức độc thì danh từ này mới sử dụng sau khi pháp môn thứ 6 đưa ra. Thấy không? Pháp môn thứ 6 chưa đưa ra không ai hiểu cái pháp ác đức độc là cái gì. Giờ ác đức độc là nó ông Phật về chỉ cho cái gì, cái hầm lửa lớn đó. Duy nhất chỉ có cái này, hầm lửa lớn này, cái người mà triệt phá Thiền Tông và cướp cái Thiền Tông này nó mới qua chỗ này thôi, thấy không? Còn nếu ngoài ra không có. Ngoài ra thí dụ anh làm việc chửi Đức Phật mà con chỉ có tới 18 tầng thôi, thấy không? Còn cái mà này nó quá mức mà. Cái này là cái chân thật để cho để cứu cái loài người đi trở về Phật giới. Mà anh đã khinh chê và anh phá nó thì thôi, chỉ có nước anh vô đó thôi, chứ không có được. Thế gian này cũng không trừ anh bằng cái gì được hết, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, nghiệp ác đức độc có ngoại trừ người nào không ạ thưa bác? Có, với điều kiện không phải dễ đâu. Đi kiếm một tên chúa đó, tên chúa nặng nỉ ổng, nên là sư phụ giúp con vô ở chung với ông ấy. Để cái quy luật nhân quả ác đức độc này không cứu, nó không giết con. Bởi vì sao? Thánh Chúa thế giới mới nói được cái ông thần thực thi nhân quả. Ông thần thực thi nhân quả là đâu phải nhỏ đâu. Bây giờ nó muốn thí dụ mà ông thánh vừa hỏi nó không được tao thực thi hết. Mà chỉ có nước Thánh Chúa nói ông thần đây ở mới nể. Ông nói thôi, bây giờ nó không muốn xuống ấy, tao bày cho nó vô tao. Rồi thần thực thi nhân quả là nguyên tắc được. Rồi ông phải vô ông á, thì ông quản lý nữa nha, chứ ở ngoài là tôi quản lý á, tôi thực thi nhân quả đó. Đó. Muốn thoát thì phải đi vô trong, nhờ Thánh Chúa thế giới giúp mình mới thoát được. Còn Thánh Chúa không giúp thì thôi, dẫn chứ hầm lửa lớn dựa nhào vô, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy làm sao đừng vi phạm nghiệp ác đức độc ạ? Thưa bác, này dễ ở thôi, đừng có chửi pháp môn Thiền Tông, đừng ăn cướp pháp môn Thiền Tông thôi, có vậy thôi, thấy không? Triệt phá chửi và cướp, cái này đều vô cái hầm đó hết, thấy không? Mình đừng làm thì làm sao vô. Giờ thí dụ con ở Sài Gòn đó, làm sao tôi khỏi giao khám chí hòa, chứ mình đừng ăn cắp ăn trộm mãi thôi, cứ đâu có làm sao. Ăn cắp ăn trộm mới vô, còn ăn cắp trộm thì vô, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy người vi phạm nghiệp ác đức độc này chạy qua tu theo pháp môn khác để thoát nghiệp ác đức độc này có thoát được không ạ? Tất cả các đạo không đổ được, mà duy nhất chỉ con cái đạo thánh được. Đạo thánh đó mà vô phải đúng mà, chứ còn mà cái đạo thánh mà cái mà lập lang bang không được, phải chỗ cánh gốc. Đạo thánh mà chính Thánh Chúa thế giới lập ra thì được. Còn mà thánh lang bang, thánh địa phương không ăn thua vậy. Phải đúng là ông thánh gốc, thánh cái mà chủ thế giới này thì được, thấy không? Mà biết mà mình nhớ rằng thì trong cái thế giới này nó có 4 cái đạo, mà phải tìm đúng cái ông này thì mới vô được. Còn nếu không thì đừng có mong thoát ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ví dụ người đó tu theo pháp môn tịnh độ có thoát nghiệp ác đức độc được không thưa bác? Hoàn toàn không. Tất cả ta nói nguyên tắc, không có ông cái pháp nào mà nó thoát được quy định này hết, mà chỉ đi cái pháp tịnh độ này do ông Phật lập. Ông Phật lập thì cái nghiêm chỉnh phải chấp hành. Còn mà nguyên tắc mà ông Thánh Chúa lập, ông được quyền quyết định không cho lưu hành trong cái thế giới nhân quả này được, ông làm được cái đó. Đó. Duy nhất chỉ con Thánh Chúa thế giới mới giúp được cái phần này thôi. Còn thánh mà thấp không thánh chủ quốc gia cũng không làm được cái này nữa, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người đã xuất gia tu hành rồi, sau khi chết mà không đến được nơi mà mình mong muốn, vậy có trở lại họ tộc được không thưa bác? Mình là tu nguyên tắc, mình tu là gì? Đạo vật lý thì tu là mục đích, tu là gì? Tu thành thánh, thì anh phải thành thánh. Còn không thành thánh là anh lừa gạt người ta đi theo nhân quả, không về gây dòng họ được. Nếu anh tu thành thánh, tu đạo thánh mà đừng theo nhân quả, trở lại dòng họ được, thấy không? Còn nếu mình tạo nhân quả là không về được. Còn tu Thiền Tông còn chết nữa, tu Thiền Tông. Bước vô tu Thiền Tông là kể là chấm dứt cái dòng họ, chấm dứt rồi. Đi đâu đi? Một về, một đi đến nơi, hai là đi mấy cái nơi mà đến cái nơi mà nhân quả nó ấn định cho mình đó. Mình muốn đi đâu đi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, tất cả các đạo chỉ có một pháp tu, cớ sao đạo Phật có đến 6 pháp môn tu thưa bác? Cái đạo Phật này nó có cái đặc biệt. Tất cả các đạo nó một pháp môn. Là gì? Nó không có cái quy trình của cái quy luật của nó. Đạo Phật nó đi theo tuần tự cái quy luật của nó là sao? Cái đầu tiên là đời thượng pháp, là chính ông Phật, cái kim thân phận, cái khẩu của ông Phật nói ra gọi là thượng pháp. Mà khi ông Phật về Phật giới rồi đó, từ khi ông về Phật giới là để lại là mấy chục cái quyển kinh, mấy chục cái bộ kinh đó, thì gọi là Trung Pháp. Thì người tu theo đạo Phật phải đi theo cái quyển kinh này gọi là Giáo Kinh. Rồi khi tới mà thời văn minh rồi, chuẩn bị công bố quyền ký ra thì gọi là đời Mạt Pháp. Mạt Thượng Pháp nó xếp là cái thời kỳ để mà công bố cái pháp môn thứ 6, thấy không? Thì gọi là đời Mạt Pháp. Pháp môn thứ sáu là gì? Học công thức và giáo lý. Công thức đi về Phật giới và giáo lý. Thì do chữ giáo lý từ cái lúc mà công bố quyền ký mới được đề cập đến. Còn trước kia người ta nói giáo lý là người ta nói cho nó vui thôi, chứ người ta nghe đạo này có giáo lý, đạo kia có giáo lý. Sự thật không có, đạo Phật lúc đó không có giáo lý mà có giáo kinh thôi. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà thế gian này nó phải lập nhiều đạo để thỏa mãn theo cái tưởng người ta. Chứ con bây giờ con muốn lên trời mà không có đạo lên trời làm sao? Rồi con làm sao? Tôi không muốn làm thần, tôi muốn lên làm trời. Thì phải có đạo trời cho con. Tới giờ tôi muốn làm thần, phải có đạo thần cho con. Muốn làm tiên cũng vậy. Muốn làm A La Hán cũng phải có đạo A La Hán cho tôi. Thấy không? Thế dĩ lập nhiều đạo là nó phải theo cái nhu cầu, cái tưởng, tham, kiến chấp của con người. Đạo mới được lập ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ở trái đất này có quá nhiều đạo, vậy cháu phải chọn tu theo đạo nào đúng nhất ạ? Thưa bác. Chọn đúng nhất là giờ con do cái tưởng của con tưởng cái gì? Ví dụ là giờ con tưởng con muốn lên trời thì con phải tu đạo trời. Con nên nhớ là con lên đạo trời, con đừng có chê đạo thần nha. Ta muốn đạo làm thần thì chứ có nhiều người họ nói tôi tu đạo trời là hay rồi đạo thần dở, không phải vậy. Có đó là tầm bậy. Người muốn tắm biển thì người ta xuống biển nước. Còn muốn lên rừng hứng mát thì nó gió, hứng bọn gió. Làm sao trạc được, thấy không? Tất cả gì. Rồi có nhiều người muốn hứng nắng sao? Ta ra mà nắng, hứng nắng sao? Tùy theo cái tưởng người ta. Đạo nó cũng thuyết theo cái tưởng của người ta. Chứ không có nói đạo nào đúng, đạo nào sai hết. Kể cả đạo Phật mà nói về tu thành A La Hán cũng đúng. Tại tôi muốn thanh tịnh, tôi vô đó ta ở, tại nó sai được. Thấy không? Thỏa mãn cái tưởng. Thỏa mãn cái tưởng và cái kiến chấp của người ta. Thế gian này cái gì phải tưởng và kiến chấp, không có chạy thoát được cái này. Bởi vì thế giới vật lý mà 16 thứ tánh người con phải sử dụng hết, chứ không có nào mà con bỏ từ từ, phải không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin hỏi câu số 30. Hiện nay cháu thấy có nhiều nơi cất thiền viện để tu theo đạo Phật, có đúng không thưa bác? Đấy, đúng là người ta chưa có nghiên cứu kỹ thì là người ta để thiền viện. Thiền viện là của đầu tiên đạo Phật. Nếu mà đạo Phật thì nó có 6 pháp môn tu. Mình tu cái gì thì phải để cái đấy, để chiếc chùa thôi. Chùa là chiếc trùm khắp. Còn thiền viện là cái nhà lớn. Còn cái chùa là cái không gian trùm khắp do một vị Phật ngự trong đó. Phật là sao? Phật là trùm khắp mọi nơi, thấy không? Còn tất cả đạo kia thì chỉ có một nơi mà tu hành. Đạo thánh chỉ có một nơi tu hành. Đó mà hiểu thế giới này nó vậy. Chứ mà tại người ta không hiểu cái danh từ thiền viện là cái gì. Thiền viện chỉ là cái nơi dũng công, đạt được cái gì mình ham muốn. Đã dũng công là thành quả theo quy luật nhân vật lý, thấy không? Đã dũng công thành tựu theo quy luật vật lý thì mới là thiền viện được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, cháu khi đã đi tu rồi, cháu không muốn đi tu nữa, trở lại gia đình, sau khi chết có đầu thai làm người trong dòng họ hay dòng tộc được không thưa bác? Này được, với điều kiện đừng có gieo nhân quả dài rồi. Vô tu mà gieo nhân quả trở lại giờ. Bây giờ con suy nghĩ nè, giờ con đi du lịch, tôi muốn du lịch tôi về nhà được, không ai rầy. Ra du lịch đi ăn cướp người ta nó bắt nó nhốt rồi sao về nhà được, phải không? Vô tu du lịch đi du lịch thì hết du lịch về, chỗ nào không chịu sao phải ăn cướp ăn trộm gì nó bắt nó nhốt rồi làm sao về nhà được. Nguyên tắc đó là vậy, phải không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, bạn cháu tu thiền tông nay không muốn tu nữa, bạn ấy muốn tu theo pháp môn tịnh độ, vậy bạn cháu có được vãng sanh không thưa bác? Vãng sanh hay không là do mình, nên nhớ rồi cái vãng sanh này nè. Đâu con có hiểu được cái nguyên tắc vật lý không? Ở thế giới này nè, ví dụ con ở Sài Gòn, Tôi muốn đi miền Tây trời, đi về ngày 300.000, phải không? Qua Thái Lan 300 đô, qua Mỹ 3.000 đô. Rồi sao? Còn đi nước kịch lạc đó, là đi ngoài hành tinh. Giờ bên Nga nó có cái tổ chức đi du lịch không gian đó, 3 triệu đô 3 ngày. Còn giờ có tiền lên nối nước cực lạc nổi không? Nó là cái vòng 2 của cái tam giới luôn. Con thoát ra được cái vòng 2, con vợ 1, con qua cái vòng 2, con đi qua cái vòng 3, tiền bao nhiêu? Đi nổi không? Thế con muốn lên đó thì phải có cái lực đó đó. Bây giờ ta giải thích cho nghe, chứ không phải người ta nói là không có lên được. Thế anh có đủ tiền để anh đi. Giống như ở Việt Nam mình, người ta đi du lịch thì tôi cũng du lịch. Hỏi du lịch đâu? Mỹ 3.000 đô, Hà Nội 500.000, cái đời sao? Thì cũng du lịch. Nếu mà đều du lịch ở cái điểm nào? Du lịch ở cái gọi tình độ là ngoài, đi du lịch hành tinh, chứ không phải du lịch không gian nữa. Du lịch không gian là phải vòng vòng mà trở lại. Còn du lịch hành tinh là khác, qua cái nước, qua cái cõi khác, thì số tiền không phải nhỏ. Vì thế mà trong cái kinh A Di Đà đó, ông có một chút phước đức mà muốn về cực lạc được sao? Nghe có rõ ràng không? Con thỏ rằng có một chút phước đức mà về nước cực lạc được sao? Chính ông Phật Thích Ca ông có nói câu này là, muốn tu phải do nhiều phước đức, chứ không phải nhỏ, là vô lượng phước đức. Cái là phước đức điếm không hết đó, chứ vô lượng điếm không hết rồi làm sao? Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, tiêu chuẩn như thế nào mới tu giải thoát được thưa bác? Tiêu chuẩn thế nào thì cái này do cái tánh của con. Cái tánh con đừng có kiến chấp, đừng tham, đừng kiến chấp, thấy không? Thì con thu được mà thực hiện cho đúng. Nhưng rất dễ dàng. Đường về Phật giới rẻ như đi bộ, đi xe bus, chứ không có mắc tiền gì đi xe bộ, đi về taxi đâu. Nó thiệt còn rất dễ. Mà ngặt có một điều, khi mình nhào vô tu cái này thì bị mê. Cái tánh người nó gạt mình là một. Thứ hai là tánh của hồn nó gạt mình. Khó vô tu thiền tông ở chỗ này. Nó khó là khó ở chỗ đó, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người tu thiền tông mà cóp giáo lý của người khác có bị nhân quả gì không thưa bác? Cái này á, nếu mình tính về xếp nhân quả nó không có nhân quả. Mà đây nó thuộc lực tự nhiên, thấy không? Nhân quả anh đánh người ta đánh lại anh gọi là nhân quả đó. Còn này cướp của người ta là lực tự nhiên. Anh làm ở đây nó sẽ tới cái đó. Mà thời văn minh này thì nó mới có giải thích được. Chứ hồi xưa nó phải dùng chữ nhân quả. Bây giờ giống như thời buổi giờ này, ở trên trời nó chiếu cái năng lượng xuống, còn lại có cái kiến phải không? Còn để đây, dưới cái kiến nó hội tụ lại, nó sẽ cháy cái miếng giấy. Đây là cái tự nhiên của nó đó. Gọi lực tự nhiên, không phải lực nhân quả như gà khác. Nhân quả là nó phải xây theo cái quy luật vật lý, gọi là luật nhân quả. Còn đây gọi là lực tự nhiên, nghe không? Còn khoa học nó gọi là lực gì? Lực phản ứng hóa học. Nó dùng danh từ khác, nghe không? Người khoa học sử dụng cái danh từ khác, mà cái người bình thường thiền tông nó sử dụng cái danh từ khác, mà người bình thường nó sử dụng cái lực khác, nghe không? Đó là cái luật tự nhiên, chứ không phải nhân quả gì hết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu cuối. Người gọi người ăn cướp giáo lý bằng sư phụ bảo làm gì cũng làm. Vậy người này sau khi chết sẽ đi về đâu, thưa bác? Này dễ ở, người ta ôm đuôi sư phụ rồi, sư phụ đâu mình đi đó. Chứ sao đi đâu rồi, đã kêu người ta sư phụ rồi. Sư phụ vô lửa, con phải vô lửa. Sư phụ xuống biển, con phải xuống biển. Đó. Đã kêu sư phụ thầy trò là một thể, thầy đi đâu trò đi đó, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Cháu xin hết câu hỏi, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Rồi cảm ơn con đã hỏi.